Hi, xin chào mọi người. Và bây giờ là đến giờ đẹp rồi, giờ mà thống nhất hai bên gia đình 9 giờ đấy. Thì đây, đồ của cô dâu sính lễ mang đi sang nhà chồng đây. Đây có chăn màn này, đệm này. Đây, cái màu đỏ này là đệm này. Còn đây là gối này. Đấy, vật dụng cần thiết, phích, chậu. Còn kia là một cái tủ. Đây, vào một lúc đã là làm thủ tục tiếp theo. Đúng rồi, phải đo đội bát cưới uống bằng bát. Đây mắt rồi, bà hai bà tỏ đấy. À đây. Đây hai bà đón dâu ấy. Và hôm nay bây giờ mới sang, lúc nãy bọn mình sang thì chưa đến. Đây là hai bà đón dâu. Đây, review này. Tí được về là được uống bằng bát. Anh đây là chỉ có hốp ao cam, hốp cam đấy. Ừ, 9 mét đấy là lá đó. Và bây giờ là hát để chuyển đồ. Đấy, bây giờ là hai bà mối và đưa dâu là bắt đầu hát. Hát để nhận đồ đấy. Phải bát. Phải một bát nó mới tính. Đây là những thủ tục để từ nhà gái sang nhà chồng đấy. Còn đồ thì chuyển hết lên hết ô tô kìa. Ô tô đầu kia kìa. Vẫn mi đô đây nè. Vẫn mi đô đây kìa. Có nhẹ không? Hả? À, có nhẹ không? Say lắm. Say lắm à? Vào hai lần là mỗi lần một bát nữa. Hai bát say lắm. Đấy, đồ là sẽ chất đầy cái xe này để đem về. Còn cô dâu chú rể thì đi xe kia. Ông mối nữa. Còn đội báo cưới mình thì sẽ đi xe máy. Một cái tủ rất là to nữa. Nghĩ là cho nó nằm ngang. Nằm ra đây. Vào giúp đi. Chỉnh máy. À, đang dẫn chỉnh. Đi lại lắm. Còn cái giường nữa cơ mà. Một tím. Tháo ra chứ. Một tím phải lươn này kia. Cô dâu được rất là nhiều thứ, cả giường tủ, mọi thứ luôn. Đủ về chú rể không phải sắm gì nữa. Chỉ việc dùng thôi. Đấy, có một số đồ vẫn trong kia nữa. Rượu, bát rượu thì vẫn chưa vơi. Đấy, những cái đệm này. Đây là những cái đệm rất là nhiều sắc màu. Cái kia là túi gối kìa. Hai bát rượu đây anh ạ. Hai bát rượu. Vào cái gì? Anh chưa bị uống đâu. Người ta chưa phát hiện anh. Quay nè.
tôi lái xe để đón cho cân 30 kg. À cân đấy. Lái xe. Đủ xe chưa, đầy xe chưa? Vẫn chưa à? Đám cưới này được nhiều thứ nhỉ, sướng chút gì thế? Còn mày mong lấy vợ thế này không? Em có ai lấy được ma chứ? Em phải lấy chục đứa. Tao bay đi. À cái đồ này lúc nãy mình đem sang đấy. Hay là người ta cho chứ? Người ta cho chứ, cho cả vợ, cho cả cái đồ này chứ. Sướng nhỉ, cho cả đầu lợn đấy. Sướng thế, cả rượu này, một chai rượu, một đầu lợn. Đây, rượu này được cả vợ, cả đầu lợn. Thế là bên trước phèng, phèng, phin, phin. Không có giường nữa trước đây. Biết là có cái giường không? Có giường, không giường nữa chứ. Không biết được. Bên bên đùa lắm. Thấy ông mối đây. Và bây giờ là cô dâu đã, cô dâu đi ra rồi. Mừng lắm, cái bu để bằng đó. Ra được bằng đi. 2 3. Đội này không sướng à? 2 3. Sướng. Đấy, cô dâu dân tộc Tày đây, đội khăn đỏ. Đang nắm tay chú rể đi về ra xe. Bye bye. Đấy, hai bà lên đón đấy. Ba mũi đâu? Đây ạ. Có những màn ăn đi con dâu. Đàn da đi nó. Đây là ba mũi và đây là ông mũi. Ông mũi ngồi đầu xe. Đây sẽ hai bà đón dâu đây. Đi xe kia. Đây hai bà đi xe đằng sau. Cô dâu, chú rể, ông mũi lên trên này. Nào. Cái này lẽ ra phải có cái cửa sổ trời, xong là đứng lên. Có cửa sổ trời. Chở hai cô dâu chú rể lên. Có đứng không? Không ạ. Đi xe máy thôi.
Và hiện tại bây giờ là đoàn rước dâu đến bên nhà trai rồi. Và bây giờ xuống xe. Đây phía trước này là giặc cưới đây. Mọi người cũng đang đợi cô dâu đến. Đấy, theo luật là phải chú rể phải cầm cái mâm để sau này là cuộc sống, lo cho cuộc sống sau này. Xin chào. Vâng, theo sát các bạn tổ chức hiện giờ, các vị khách quý của các vị khai hoa nhà trai nhà gái, chúng ta đang di chuyển về phía dưới. Rất là đông người về dự buổi lễ tình yêu của hai bạn trẻ ngày hôm nay. Lương Đình Của. Và xin được kính mời các chàng trai, các đôi gái. Đi bên này, cái đấy bên bên nhà gái đấy, người xinh này. Mơ bay là của nhà của nhà ơi. Và các cô gái của bà, cô chú chúc bác của hai họ, chúng ta di chuyển về phía dưới, về phía ngoài. Rồi giờ đến nhà chú rể rồi thì các cô đang chuyển đồ vào đây, trong này là đây cái khung cảnh này. Khung cảnh bây giờ đấy, nhà trai nhà gái ngồi trên này nói chuyện. Bây giờ mình lại xuống dưới nhà nhá, dưới nhà lại có tiết mục của các cô cơ. Các cô các bác chuẩn bị mua cái tiết mục để đón năm 2021 sắp tới. Và xin được kính chúc mọi người luôn luôn có một sức khỏe, gia đình an lành, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Và để cùng chào đón các nghệ sĩ, chào đón các người múa thân giả tay mềm về dự ngày nay, chúng ta được chứng kiến nó đứng dậy và di chuyển về phía trong ạ. Vâng, xin mời các cô, không có quà cô chú chú bác, chúng ta đang phía cổng hoa cũng như là phía bàn danh dự. Chiếc bàn chúng tôi thì đang chật hẹp, rất là gần hẹp và khách đang đến rất đông. Thì xin mời anh em thông cảm cho chúng ta đứng dậy và di chuyển về phía trong ạ. Để buổi lễ sang trọng và hoành tráng hơn nữa thì chung vui thì chào đón các vị khách quý của hai họ nhà trai nhà gái đang chuẩn bị trên trên nhà hoàn tất công việc chính. Sau đó xin mời các vị khách quý của gia đình nhà trai nhà gái chúng ta cùng di chuyển về bàn danh dự, chiếc bàn thân khấu hôm nay để cùng dự được nếp, được thuốc, được trà. Sau đó cùng dự những chương trình đặc biệt trong buổi đại lễ tình yêu ít phút nữa được diễn ra. Vâng, như vậy là thời gian diễn ra từ lúc 10:20 cho đến buổi chiều nay là 2:00. Vâng, xin mời các cô ông của bà hết mình chơi, hết mình chung vui, chúc phúc, chúc mừng cho chú rể cô dâu và chúc gia đình đón lời con dâu mới về làm dâu con ngày hôm nay.